đừng làm luật sư bào chữa cho chính mình. Cùng một Phật Pháp, nhưng mỗi người giải thích về Phật Pháp theo nhiều cách khác nhau, phương pháp tu hành cũng khác nhau, mỗi người có cách giải thích riêng của mình, cũng có nhiều loại quan điểm khác nhau. Ví dụ, những người thực sự tu tập theo đạo Phật không nên hút thuốc, uống rượu và ăn thịt. Một số Phật tử khác nói, Đức Phật dạy người không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nhưng không nói không được hút thuốc. Do đó, hút thuốc không được đưa vào giới luật. Đây là sự biện minh cơ bản của vấn đề hút thuốc thôi, còn hút thuốc là nằm trong giới uống rượu. Chỉ là con người tự mình biện hộ bào chữa cho mình và tự nói rằng hút thuốc là không phạm giới. Một người có trí tuệ thật sự sẽ không làm điều gì sai trái. Trong các giới luật nhà Phật, không phải cái Phật có nói đến thì tôi không làm, không nói đến thì tôi làm, không phải như vậy. Chúng ta nên thay đổi những thói quen xấu của mình. Chúng ta nói không ăn thịt, không sát sanh. Không sát sanh cũng bao gồm không ăn thịt. Không ăn thịt cũng bao gồm không sát sinh. Bởi vì ăn không sát sinh thì không có thịt ăn. Một số Phật tử nói, Đức Phật không dạy không được ăn thịt, chỉ dạy người không được sát sinh. Đức Phật cho phép người ăn tam tịnh nhục. 1. Không thấy sinh vật bị giết. 2. Không nghe thấy sinh vật bị giết. 3. Sinh vật không bị giết vì mình. Được ăn ba loại tịnh nhục như vậy. Đó cũng là cách tự biện minh. Vì về cơ bản, người đó không thể từ bỏ ăn thịt. Trước đây, tôi đã gặp một giáo sư. Ông không thể sống nổi một ngày nếu không ăn thịt, nhất định phải ăn. Ông nói, cho dù tôi không ăn thịt, cũng phải ngửi được mùi vị của thịt mới có thể làm tôi thỏa mãn cơn đói. Bởi vậy, quý vị thấy đấy, mỗi người đều có ý kiến khác nhau và mọi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Học Phật Pháp cần phải học giới, định, huệ. Giới tức là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Nghĩa là tất cả những việc xấu thì không làm, tất cả những việc thiện thì nên làm. Định tức là tu thiền định. Huệ nghĩa là từ giới sinh ra định, từ định sinh ra huệ. Đây là giới định huệ, trong kinh còn gọi là tam vô lậu học. Chúng ta phải chấm dứt tham sân si. Không có tham thì không có tranh giành. Không tranh giành thì không còn gì yêu cầu hoặc đòi hỏi nữa. Không cầu thì không ích kỷ. Không ích kỷ thì không tư lợi. Tất cả những điều này đều có liên quan với nhau. Học Phật Pháp có nghĩa là tuân theo lời Phật dạy một cách chính xác và trung thực. Không lợi dụng đi đường tắt, lương lẹo để tiến lên, cần phải trung thực tu hành.